Ngày 17 tháng 10, các đơn vị của Công an Đà Nẵng đang điều tra nghi án một người phụ nữ quê ở Kon Tum bị sát hại tại một nhà nghỉ trên địa bàn quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 14 tháng 10, BVM, 27 tuổi, trú huyện Con Dẫy, tỉnh Kon Tum, đến thuê một phòng tại nhà nghỉ TB ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Khuya 15 tháng 10, sau khi đi ra ngoài thì M quay lại phòng cùng chị IH, 23 tuổi, trú Đắk Lây, tỉnh Kon Tum. Khoảng 11 giờ ngày 16 tháng 10, M rời khỏi nhà nghỉ TB. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, chủ nhà nghỉ trên nhận được thông tin là tại phòng mà M thuê có người chết. Khi chủ nhà nghỉ lên kiểm tra thấy chị H đã tử vong nên trình báo công an. Cơ quan chức năng đã truy xét và bắt giữ nghi phạm PVM. Hiện nguyên nhân vụ án mạng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Sau khi khám nghiệm, thi thể chị H đã được đưa về quê để gia đình lo hậu sự. Đội thiện nguyện SOS Đà Nẵng đã hỗ trợ xe để giúp đỡ gia đình nạn nhân. Trong khi đó, hiện mạng xã hội đang lan truyền nhiều hình ảnh, clip về màn cầu hôn tại một nhà hàng được cho là của chị H và M trước khi xảy ra sự việc trên.